Vâng, xin chào các bác và anh em, và hiện tại thì anh em Di Cao Lưu chúng em đang có mặt ở Đồ Sơn Hải Phòng. Đây là nhà chú Hạnh. À, mời các bác cùng vào đây tham khảo cái bộ dàn ngày hôm nay chúng em set up cho nhà chú. Vâng. Vâng, một bộ dàn đầu xuân năm mới ngày hôm nay chúng em set up cho nhà chú là một bộ dàn nó thành cao cấp, mà chúng em đã đi set up karaoke gia đình cũng như là chúng có hát rất nhiều. Bộ dàn ngày nay cũng có một cặp loa cùng VA12 dòng loa cùng cao cấp, phòng hát cũng như karaoke gia đình thì các bác chơi rất thoải mái, và một loa siêu trầm S1200. Và trung tâm điều khiển của bộ dàn ngày hôm nay là 7-5x23 của vòng vuông, dòng đẩy lên mang số rất nhiều chế độ nghe nhạc hát karaoke, và tích hợp đầy đủ bluetooth nâng tiếng tất cả trong một, và nó sẽ bộ dàn này nó sẽ phù hợp với không gian từ 20-70m2. Và không thể thiếu là linh hồn của những bài hát là bộ mic của JBL Cat 3 hoặc Pro. Và em đang trong quá trình setup, và sau đây mời các bác cùng thưởng thức một bài nha. Công ty và các cháu mạnh khỏe. Dạ vâng.